Xin chào các bạn nha các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Tú Lê Vlog nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi ra đồng để mà mình bắt cá nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi xúc cá con vô để mình nấu cơm ăn nha các bạn. Bây giờ mình mời các bạn cùng đi theo chân mình để đi bắt cá nha các bạn. Các bạn ơi, nhìn cây dừa của mình dưới nước kìa, mà nó có trái kìa các bạn. Ôi, được rồi. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ đi xuống dưới mương này nè các bạn, để mình xúc thử có con nào chưa chạy nha các bạn. Cái này nước chảy hơi nhiều nè, không biết là sao đây, để mình xúc thử rồi đó các bạn. Nước chảy nhiều quá nè các bạn ơi, mình xúc được con rồi nè. Nước chảy nhiều mà cũng được. Mình thấy chỗ này nước chảy hơi nhiều quá các bạn ơi. Không được rồi các bạn ơi. Chỗ này nước chảy nhiều quá. Chỗ này không có rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đi chỗ khác các bạn ơi. Mình qua bên kia đi, bên này nước chảy quá. Các bạn thấy không? Nước chảy hơi nhiều quá. Đến chỗ này mà nước hơi đứng đứng. Cái đường mương này nước ít rồi các bạn. Mình xuống cái đường mương này mình xúc được nè. Xúc thử nha các bạn. Thường thường này nước ít mà mình không thấy cá luôn các bạn ơi. Không thấy cá lội. Được có một con rồi các bạn ơi. Đường mương này thì bắt được có một con nữa à. Đi, để mình để xếp lại đây mình kiếm cho nó có. Bữa nay mình đi xúc cá ngộ lắm các bạn. Dính cái có một con à. Trời ơi, cá này mà dính lần con biết thế nào có ăn. Để mình đi lại đây mình xúc thử rồi có nha các bạn. Xúc được con cá chê con các bạn ạ. Dính đường con cua con các bạn ơi. Nãy giờ mình đi bắt bị thất bại quá các bạn ơi. Để mình kiếm thêm ở chỗ này có không các bạn. Cái này mình đi bắt tới chiều chắc đủ mình ăn rồi các bạn ơi. Xúc về bữa nay cái có một con à. Đó, nãy giờ cá thao không có gì chưa. Ít quá các bạn ơi, đi chỗ khác. Bông điên điển nè các bạn. Đó. Ở nhà mình có trồng được bông điên điển nè các bạn. Mấy hôm nay mình đã có hái mớ rồi các bạn.
giờ nó đang gộ à, chứ chưa có nhiều đâu các bạn. Vài bữa nữa là nhiều lắm các bạn ơi. Nãy giờ mình đi xúc cá các bạn, không có cá các bạn ơi. Bây giờ được có mấy con rồi các bạn đó. Bây giờ vậy là chắc mình phải đi vô nhà để mà mình lấy đồ ăn ra mình nấu á, lấy món khác ra nấu các bạn ơi, chứ giờ đi xúc cá không có. Bây giờ mình mời các bạn đi vô bếp nấu đồ ăn với mình nha. Bây giờ mình sẽ vô nhà mình lục coi có cái gì ra mình nấu canh, nấu kho gì ăn các bạn ơi. Các bạn ơi, bây giờ mình đi vô mình lấy đồ ăn ra rồi nha các bạn. Bây giờ mình đi vô nhà mình lấy miếng bò ra các bạn. Bò này mình sắt rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ kho với lại sả nha các bạn. Bây giờ mình làm bò kho sả ớt nha, ăn cơm nha các bạn. Giờ mình sắt củ hành các bạn ơi. Sắt củ hành để mình thử cho nó thơm. Các bạn ơi, bây giờ mình bắt lửa lên để mà mình thắng nước màu nha các bạn. Mình đang chuẩn bị để mình thắng nước màu nè. Bây giờ mình sẽ đổ dầu vô nha các bạn. Cái này giờ sắp được rồi. Nước màu giờ nó sắp sửa vàng rồi. Mình đổ dầu vô cho nó vàng lên, cái là mình mới để tỏi vô. Bây giờ nước màu của mình được rồi nha các bạn. Bây giờ mình bỏ hành vô nha các bạn. Bây giờ đây. Bây giờ tiếp tục là mình sẽ bỏ sả vô nữa nha các bạn. Bỏ sả vô. Bây giờ sả của mình là nó được rồi các bạn ơi. Mình sẽ bỏ bò vô nha. Thơm lắm các bạn, rất là thơm. Rồi mình chọn mình để về đi, xong cái mình mới chế nước mắm vô. Mình sẽ chế miếng nước mắm vô. Sẽ bỏ bột nêm vô nha các bạn. Muối bột nêm vô. Cho anh chút xíu muối nha các bạn. Giờ mình sẽ cho nước vô luôn nha các bạn. Sơ nó gì nè, cho một chút nữa cho nó thấm đều các bạn ơi. Nó sắp cạn rồi đó các bạn. Ngon quá đi.
Bây giờ mình sẽ bỏ ớt vô nha các bạn. Hai trái ớt này ngon lắm luôn, bự, ăn cay ngon lắm các bạn. Bây giờ mình xắt dưa để ăn chút nữa mình ăn cơm nha các bạn. Dưa với cà chua mình sẽ chấm với lại bò kho mình ăn, ăn cơm. Bò kho sả ớt. Các bạn ơi, bây giờ mình đã kho xong bò rồi nha các bạn. Bây giờ mình mời các bạn cùng ăn chung với mình nha. À, các bạn ơi, coi bò là ngon lắm. Mình mời các bạn cùng ăn chung nha. Bò mình kho vừa ăn lắm các bạn ơi. Chấm với lại dưa leo. Bò mềm lắm các bạn. Bò mình kho sả ớt á, rất là mềm luôn nha. Nhìn chảo kho thiệt ngon các bạn. Quá mềm luôn. Quá ngon lắm các bạn. Mình mời các bạn cùng ăn với mình nha. Ngon quá các bạn ơi. Kho quẹt ngon quá. Rất là ngon các bạn. Bò này mình kho vậy ngon ghê luôn. Ngon các bạn ha. Ăn ngon thiệt luôn các bạn. Video đến đây cũng đã dài rồi, mình xin kết thúc video ở đây nha các bạn. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình xin một like, một share, một đăng ký nha các bạn. Bye bye các bạn nha, hẹn gặp lại clip sau nha các bạn.